Em xin kính chào quý vị, anh chị, quý nhà đầu tư nhé. Đang xem trên kênh Bất Động Sản Tây Nguyên Gia Lai. Hiện tại em đang đứng ở xã Gia Tô, ở huyện Chư Bờ Rông. Hôm nay em quay và review cho quý vị, anh chị một sản phẩm, một lô đất rẫy có tổng diện tích là 4,2 hectare. Trên đất thì đã hiện có là khoảng 3.000 cây cà. Còn lại là trồng sen bơ, khoảng 200 cây bơ to, đều đã cho trong thời kỳ kinh doanh này. Bơ này, tiêu này, khoảng 200 gốc tiêu. Tiêu với cà và bơ là đang trong thời kỳ kinh doanh rồi nha quý vị anh chị. Và em sẽ giới thiệu các hướng đi cũng như là khu vực dân cư để cho quý vị anh chị cùng nắm rõ. Theo hướng này nhé, theo hướng con đường đất này, con đường đất này rộng khoảng 4 mét, thì sẽ đi ra đến đường nhựa liên thôn. Đó, là khoảng 500 mét, chúng ta sẽ ra đến đường nhựa liên thôn nhé. Còn ra đến đường tỉnh lộ 675 là khoảng 3,5 km. Và ra đến ủy ban xã Gia Tô, ra đến trường học từ cấp 1 đến cấp 2 và trạm y tế cây xăng là bán kính tầm 4 km đổ lại, chúng ta sẽ có đầy đủ các tiện ích như vậy. Một lô đất rẫy 4,2 hecta, rất là đẹp. Ô mặt tiền đường đất nhé. Đường đất này thì sắp sửa là chuẩn bị là làm đường bê tông để quyện đệm, thì nên em sẽ quay con đường đất cho quý vị anh chị cùng xem. Và ôm bờ suối đấy ạ. Dưới đây, dưới này sẽ có một cái suối rất là to, thì em sẽ chèn một đoạn video này cho quý vị anh chị xem. Đã. Lô đất thì hiện có là một căn nhà này. Căn nhà nhỏ lắm. Có đường điện 3 pha. Đường điện 3 pha, 1 pha, có đường ống trải khắp mảnh vườn rồi. Đấy, có một khoảng sân cũng khá là rộng, sân bê tông. Ngoài ra thì có một số cây ăn trái như mít, bơ, sầu riêng. Sầu riêng thì có khoảng chục cây đổ lại thôi. Không nhiều. Cà phê thì có khoảng 3.000 cây cà phê. Đang trong thời kỳ kinh doanh hết rồi. Đấy, tiêu này, bơ này, cái bơ rất là to luôn nhé. Có đường điện 3 pha này, 1 pha. Dưới đây là cái suối nhé quý vị. Dưới đây là cái suối nhé. Suối này. Đây là căn nhà này. Nhà cấp 4. Và với mức giá bán gia chủ mong muốn là 2,3 tỷ cho 4,2 hecta. Hiện tại trên đất đã có 3.000 cây cà, khoảng 200 trụ tiêu và khoảng 100 cây bơ. Bơ rất là to, bơ này. Có một căn nhà, có đường điện 3 pha, giáp bờ suối rất là to, nguồn nước thì tưới tắm thì rất là thoải mái luôn. Với mức giá bán là 2,3 tỷ cho quý vị anh chị. Nếu quý vị anh chị quan tâm thì liên hệ cho em, em sẽ gửi đầy đủ thông tin cũng như là bìa hồng, các giấy tờ liên quan đến sản phẩm lô đất này. Số điện thoại em đã ghim trên góc phải màn hình rồi đấy ạ. Sản phẩm này thì thuộc xã Gia Tô nha quý vị chị. Xã Gia Tô, huyện Chư Bờ Rông. Từ đây mà ra ủy ban xã thì khoảng 3,5 km thôi. Đây nha quý vị, con đường đất này rộng khoảng 4 mét nhé. Sẽ dẫn vào ngôi nhà của chúng ta này. Đây, ngôi nhà này, mái đỏ này. Đó, có một quả sân bê tông đó. Lô đất đường ống đây.
đường ống thì trải khắp đất rồi, được chôn này. Còn đây là mặt tiền đường đất nhé, ô mặt tiền đường đất là 225 m đó, từ hướng xe máy đấy ạ. Xe máy đó, đó là ranh bắt đầu từ ở con xe máy đấy ạ. Ô mặt tiền đường đất này, đường này thì sắp tới là chuẩn bị làm bê tông rồi nha quý vị anh chị, làm bê tông 225 m đó, ra tiếp tới đầu lô cao su kìa, trên này sẽ có lô cao su nhé, là 225 m. Và từ vị trí em đứng đây ra đến đầu đường nhựa đấy là khoảng 500 m, sẽ ra đến đầu đường nhựa. Còn ra đến mặt đường tỉnh lộ 675 là khoảng 3 km. Khu vực dân cư ở đây thì cũng khá là đông quý vị chị thấy. Còn ra đến mặt đường tỉnh lộ 675 thì dân cư ở rất là đông, tiện ích đầy đủ hết ạ. Đây là đường điện ba pha này, với chất đất là chất đất đỏ ba gian nhé, chất đất đỏ mịn xốp. Và em xin phép kết thúc video tại đây nhé. Quý vị anh chị có quan tâm đến sản phẩm, xin vui lòng liên hệ số điện thoại em đang ghi trên màn hình đấy ạ. Quý vị anh chị đang xem video, cho em xin một like, một đăng ký và bật chuông thông báo để nhận về những thông tin mới nhất của bất động sản Tây Nguyên Gia Lai nhé.